Làm sao để hoàng hậu Nam Phương giảm từ 5 đến 7 cm mỡ bụng trong chưa đầy 1 tháng? Bất kể thời điểm nào, thời đại nào thì phụ nữ có nhu cầu làm đẹp luôn mong muốn sở hữu một cơ thể săn chắc, không có mỡ bụng, đùi nhỏ, bắp tay nhỏ. Dưới đây là cách để hoàng hậu Nam Phương, vị hoàng hậu được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, đẹp nhất trong các hoàng hậu trong lịch sử nước ta, đã áp dụng để tiêu giảm mỡ thừa từ 5 đến 7 cm trong vòng một vài tuần. Cơ thể lúc nào cũng săn chắc, khỏe mạnh. Đây là một công thức mà về sau các chị em ai cũng muốn làm đẹp theo, phương pháp tự nhiên, an toàn mà hiệu quả thường hay dùng. Các bạn chuẩn bị phong kỳ, bạch chuột, sơn tra, sao cháy, đẳng sâm mỗi thứ 12g, hoàng kỳ 15g, phục linh 15g, chư linh, bán hạ, lá sen mỗi thứ 9g, trần bì 6g, đem sắc với 1 lít rưỡi nước, còn lại nửa lít thuốc thì dùng liên tục 20 ngày, sử dụng 2 bữa sáng tối, không những giúp thiêu đốt mỡ thừa mà còn thắm môi, đỏ da, đẹp căng bóng. Thầy Bình, Nam Dược trị nam nhân.